chào các bạn. Sau đây Hải Đăng Phi Xin xin giới thiệu bộ cần lu, cần tai hoa và máy RV2 gần tai hoa 21. Máy RV201. Máy này là 12 cộng 1 vòng bi các bạn. Và sức kéo 5,5 cân. Cần Daiwa. Daiwa này Việt Nam sản xuất các bạn nhé. Quyền Daiwa. Một khớp nối của iDot các bạn. Đầu alo đây các bạn. Đầu alo của quay tổng thể cho các bạn xem. Máy LV máy này tay trái các bạn nhé, tay trái. Vừa rồi Hải Đăng Phi Xin giới thiệu các bạn sản phẩm, bộ sản phẩm cần Daiwa và máy LV201. Hải Đăng Phi Xin xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Phi Xin.